nào ông tu, nếu mà ông đắc đạo là Việt Nam. Bây giờ tu ông nào ông lấy xe du lịch vét cao cấp. Bụng ông nào ông lấy cái tấn mặt mấy trăm ký lô. Giờ dễ gì có ai đâu mà tu được Hạnh Đầu Đà như ông Thích Minh Đại. Nhưng mà nhờ ổng dân chúng từ Nam ra Bắc, từ Bắc vô Nam, người ta cũng ngộ được phần nào bên Phật Pháp không Tư? Ông chỉ tao mà dục cả tâm trái dừa mà phóng đi trên trái dừa đó, đi theo hình thức ổng chỉ đó. Ủa sao đi được ta? Trái dừa mà con đi lạng quạng nó dập bãi sườn mà liền. Dừa để trên bờ chứ hả ông Tư? Ờ, dừa dục mà... Ngoài sân vậy á? Sân ngoài tập phóng lên đi. Ủa nó lăn té chết luôn. Bởi vì lăn quạng như dập bãi sườn. Gãy bãi sườn. Bộ đồ mặc trong mình rồi. Ông, sư Thích Minh Thệ là ông được tu theo kiểu mà 13 hạnh đầu đà đó mà một bát ba y không Tư? Có ba bơ y à, với cái nồi cơm điện rồi đó, cái ruột nồi cơm điện đó. Tu khổ hạnh giống ông Ca Diếp hồi xưa không Tư? Ca Diếp hồi xưa cũng ổng cũng lấy mà áo cà sa, ổng lấy vải á, giải mà quấn tử thi hồi xưa người ta không có thiêu ông Tư, người ta chết ở khiên bó ông rừng không à, rồi ông lượm mấy cái y đó đó, ông giặt rồi ông mới may lại thành cái bộ y của ông. Ông mặc, ông mặc đồ đó mà y gan ông Thích Minh Tệ bây giờ cũng làm y gan ông Đại Ca Diếp vậy đó. Giá miễn miễn vậy. Dạ dạ, tu theo hạnh đầu đà, không bất cứ không nhận tiền của ai hết, chỉ ăn một ngày một buổi, là khi ăn rồi không nhận nữa, mà đồ ăn không được để dành, nước thì trong mình đem theo một hai chai đó, hết thì người ta cho nữa thì lấy nữa, chứ không có nhận nhiều. Ngủ thì ngủ nghĩa địa, ngủ gốc cây. Đi là phải đi chân không chứ không được đi dép. Ngủ là phải ngủ ngồi, không được ngủ nằm. Mấy ông tu theo hạnh đầu đà là 10 ông là đắc đạo hết 10 ông Tư. Mà ít có ai được tu được cái hạnh đầu đà lắm Tư. Ông tính ra hồi 2600 năm lúc mà ông Đại Ca Diếp tu tới giờ đâu có ai tu đâu ông Tư. Bây giờ Việt Nam mình mới được cái ông Thích Minh Tài. Là ông tu, nếu mà ông đắc đạo là Việt Nam. Bây giờ tu ông nào ông lấy xe du lịch vét cao cấp. Bụng ông nào ông lấy cái tấn mặt mấy trăm ký lô. Giờ dễ gì có ai đâu mà tu được hạnh đầu đà như ông Thích Minh Đại. Nhưng mà nhờ ổng dân chúng từ Nam ra Bắc, từ Bắc vô Nam, người ta cũng ngộ được phần nào bên Phật Pháp đó ông Tư. Cũng nhờ ổng, dân chúng rất ngưỡng mộ ổng, mà cũng sợ có thử theo ổng, không chấp nhận hả? Dạ. Con sợ người ta theo đông quá đông người, cái làm ổng gián đoạn cái việc tu tập của ổng đó ông Tư. Sinh ra cái nghi ngờ đố kỵ tùm lum á. Dạ, mà trong đó đâu phải là chính đạo không đâu, cũng có ma dương trong đó. Cũng theo phá Phật mà con. Dạ. Thì chỗ nào có Phật là có ma dương đó ông Tư. Phá đó cùng. Dạ. Cho nên cũng nhờ người này người kia ta bảo vệ ông. Nhưng mà thường thường thì
Những người mà tu bên chính đạo nó không có sợ gì chân tà đâu có thắng chính được đâu ông Tư. Thì ông thắng nó quấy, nó phá. Dạ, nó quấy rối ông Tư. Để làm sao nó thắng được hả? Dạ. Đâu có thắng được. Sợ là sợ ông đi vậy đó rồi đồ ăn, thức uống đồ này kia. Ý gì mà cũng có người viết kinh ra để tên ổng rồi nè. Mới qua nay vậy đó. Kinh giả. Mấy ông sư đó chắc sư giả rồi. Lại tính hại thầy Thích Minh Tệ hay gì đó. Mình cũng không rõ. Quay lên mạng đó. Giúp thì ít, hại thì rất nhiều. Công an vô cuộc tịch thu mấy cuốn kinh đó. Mấy cuốn kinh nó phải hủy bỏ. Ông sư ông đi bộ không làm gì, ông in kinh đâu. Tiền đâu ông in kinh. Ông đâu nhận tiền ai đâu mà in kinh. Dí kinh. Chỉ có thuyết pháp lời của Phật để cho Phật tử học hỏi và lo tu hiền. Dạ. Mà ông nói là ông không có xưng ông là sư là thầy gì hết. Ông là một người công dân bình thường như mình vậy nè. Nhưng mà ông đi bộ để ông rèn luyện sức khỏe với ông tu học theo theo giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Đó. Chứ ông không phải là ông nói là ông mà nhà sư hay là thầy gì hết. Thì dân chúng Phật tử ai muốn đi theo thì ổng thì đi, chứ ổng không có đuổi mà ổng không có kêu. Tại là thấy thương ổng rồi đã đi theo với ổng. Nhưng mà xã hội mà cũng có người gì người khác ông Tư. Đúng rồi. Dạ mình đâu có biết được. Phần đa số là quỷ quá không. Dạ. Ai có nổi tiếng rồi nó tìm cách nó phá cái việc hay làm đủ mọi chuyện cho nhơ nhút. Dạ. Xấu hổ đừng tu nữa, nó tìm cách là nó diệt mà Mai Dương mà. Cũng như trong cuốn mà kinh của Đức Phật Ca ngày xưa nói sau này thời Phật pháp á là ma tăng thiết pháp như nhiều đông như cát sông Hằng, gọi là ma tăng đó. Ma chết hết. Dạ. Nhiều người không hiểu đi theo ngồi nghe thiết pháp, thiết tầm bay tầm ba không. Rồi Đức Thầy cũng có nói đó. Theo hoặc không theo đi theo thằng Tú ông Tư. Đạo thằng Tú á. Ở chuông mỏ cúng kiến, trẻ trâu, gà, heo, vịt, bò. Dạ. Làm cái phi đồi với đạo giáo. Nó tu hiền, không có tu hiền nó. Bài vẽ cái này, bài vẽ. Ông Tư nói dù chuông mỏ con mới nhớ, con đi quay chùa Khmer cũng rất nhiều chùa, cũng quen biết nhiều ông sư đó ông Tư. Mà trong chùa Khmer đâu có mỏ, đâu có chuông ông Tư. Không có đâu. Dạ. Có trống. Có cái trống hả? Có trống để quánh, ví dụ mấy ngày lễ á. Lễ hay là trong chùa có hữu sự gì đó là quánh trống tập hợp con dạ. Sắp. Dạ dạ. Đảm bảo vệ chùa. Dạ. Chứ không có chuông mỏ gì hết trơn. Không. Tu theo hạnh của Đức Thích Ca ngày xưa đó, đạo Nguyên Thủy đó. Ừ. Cầm kinh bằng lá thốt lốt nó đọc kinh đó, bây giờ nó in giấy này kia chứ hồi đó thì kinh nó không. Dạ bằng lá buông. Ừ. Lá buồn hả, lá buông vậy đó. Lá bằng dè. Dạ. Nó giống lá thốt lốt vậy đó ông Tư. Giống một cái bản bự. Dạ bản bự. Nó chặt lá non bằng dè đó rồi về con phải luộc nước nóng. Dạ. Rồi con mới dùi cái cây dùi để dùi lửa đốt cái nữa xỏ vô xỏ qua lại đó. Dạ. Lật qua lại
kinh nó không rách. Dạ. Rồi người ta còn in, bây giờ nó in phổ thông hơn là nó in sáp ong. Dạ. Sáp ong nó đốt cái chữ gì trong 24 chữ cái của nước nào đó. Dạ. Rồi cái chữ uống sao không sao, anh in, in đâu. Dạ. In. Bây giờ ông Tư nhắc cái vụ mà chuông mỏ còn mới nhớ lại, rồi bên Nam Tông Khmer nó đâu có xài chuông mỏ đâu. Không có đâu. Dạ. Chỉ có trống. Nhưng mà lễ nghĩa để lễ mà bên Phật giáo người ta là nó làm đầy đủ lắm ông Tư. Ừ. Tụng kinh là đầy đủ, không bỏ sót cái gì hết trơn. Trong chùa có cái trống, mà có chùa có chùa không ông Tư, chứ không phải chùa nào không có. Có chùa nào không có trống đâu. Thế con thấy in là chùa trống để gõ, thứ nhất là để dụ học trò. À, chùa rồ có nữa, có. Có hết đó. Có, bà để bên xà la. Ừ, chùa nào không có trống. Dạ. Yeah. Nói dù có hữu sự gì cái ông cả đó, ông quánh trống hậu con sóc đó. Dạ. Yeah. Hợp lại. Có chùa để xà la, có chùa để ở chánh điện. Ừ. Có trống. À. Mà trống không có bự, nhỏ nhỏ không à. Vừa vừa vậy đó, chừng ôm ôm vậy đó, lớn hơn ôm chút. Mà bên đó là tôn trọng Phật giáo lắm Tư ơi, với bên Phật giáo Nam Tông là bên Khmer đó là thích đúc tượng lắm Tư, thích tượng Phật lắm, tượng này tượng kia nó đúc đủ bức tượng. Yeah. Cắp nó ra rồi đó. Dạ. Yeah. Hay đúc cái hình này. Bị người ta tin tưởng tâm linh nhiều lắm. Nói tin tưởng bởi nguyên sau này bởi Đức Phật quở ngồi cũng giáp gốc làm giò. Dạ. Tu tu nhưng mà phát áo xải ra ngoài rồi kể cút kể như cũng như không chơi tu luôn. Dạ. Yeah, cũng như không tu. Không tu. Đã ra ra làm tâm được kinh Phật rồi. Ra ngoài đời thì làm trái lời Phật dạy. Bởi vì mấy ông thi tu ra tới dựng mà sức chùa hoàn tục rồi cứ về cứ vợ á. Cứ vợ rồi. Rồi sinh xong. Rồi mình chơi hết. Chém dòng họ chém nhau nhất luôn. Không có nhân tính. Tu vô đó tu mấy chục năm hoặc là mười mấy năm gì đó, khi ra ngoài thì cũng nhớ lại Phật dạy hay không Tư? Ừ. Còn này không nhớ. Ra khỏi chùa quên hết. Cái như ra khỏi chùa như là người bình thường bỏ hết cái chuyện trong chùa. Ừ. Bỏ hết những chuyện trong chùa luôn. Ông chú hai á, ông nói cái chùa rô á sau này là cái chỗ đó trong kinh của Đức Phật có nói là chỗ nhà bàn này nè ông Tư, nhưng mà địa điểm ngay chùa rô, núi rô đó là Đức Phật sau này xuất hiện ngay đó đó, mà không biết khi nào. Ông nói vậy thôi chứ ông không biết khi nào. Thì trong giảng thầy cũng có để ông Tư sau này nhà bàn cũng mà học hội Long Hoa đó ông Tư, nghe nhà bàn đó chọn người hiện nước. Dạ, nghe nhà bàn núi và năm giếng rồi thành đó Quỳnh Năm ấy lập cái đài đó, lập đài nó đều bị giết đó. Mà sao ngồi trong kinh Khmer cũng viết cũng giống vậy luôn hả ông Tư? Mình không biết sao. Thì cũng ai cũng bên mà đạo Phật Thích Ca, cho nên một thứ kinh, nhưng mà tại vì người ta cái tiếng người ta khác, cái tiếng mình khác ông Tư. Ừ. Lời kinh khác. Bên mình thì Đức Thầy dịch ra tiếng Việt,
ngắn gọn cho dễ hiểu. Còn bên Khmer thì kinh hồi xưa làm sao ta đọc lại gan gì, nhưng mà ta không biết coi có cải sửa gì không, mình cũng không biết được hả ông Tư? Không biết. Dạ. Vì vậy kinh sách của người Khmer mình đâu có biết chữ đâu, không biết. Mà con thấy tu theo hành Đầu Đà như ông Thích Minh Tệ là im nhất ông Tư. Mà đâu có ai đâu làm nổi như ổng đâu. Có đó quyết tâm lắm mới làm nổi hả ông Tư? Có bên Tây Tạng, bên Ấn Độ rồi bên, có nhiều người đã tu thành đó. Ở hàng không, kẹt đá, có cây gì không. Dạ, yeah. Có người ngồi thiền trên núi ngồi hoài luôn đó ông Tư. Không ăn uống gì luôn mà ngộ không có đói ông Tư ơi. Người có hiện đạo nói. Dạ. Yeah. Coi trên truyền hình có cậu đó, cậu tu mới hai mấy tuổi rồi. Ngồi mà tới bên Tây Tạng nó ngồi gốc cây bồ đề, nó có quần áo rách một cái đấy. Yeah. Mưa gió nắng một cái đấy ngồi đó hoài. Cái đó thì nó tới đỉnh luôn. Bây giờ các ngôi chùa lớn lắm rồi, bãi xe du lịch nó chạy một ngày cũng mấy ngàn chiếc đó mà. Cũng như cái ông vậy bên, cũng bên không biết nước nào, bên Tây Tạng mình, mà nó quay lên mấy bữa gài nè ông Tư, mà ông đó ổng có râu gì nè, mà ổng ngồi thiền mà tiết nó đóng, ổng trắng tư chân mà ổng ngồi thiền hoài luôn, không có vô. Quần áo rách tả tơi rồi có người may khác ngồi. Ông từ giả mẹ ông đi lên bồ đề đó, ông, gốc bồ đề đó ông tu. Con này không thấy có bồ đề, mà ngồi giữa rừng á. Này ngồi giữa cái trời trống gì luôn trên cục đá. Rồi ngồi riết rồi ông đầu tiên còn về thăm mẹ ông mấy lần gì đó. Riết nghĩ về luôn. Không về luôn, ngồi đó rồi tu, ngồi trong gốc bồ đề. Yeah. Rồi tu riết rồi Phật tử các nước thế giới là các chùa, thành ra cái chùa đó giờ lớn rộng nhất đó. Chở vật liệu các chùa cũng như chỗ đó hồi xưa không có chùa, nhưng mà ông lại đó ông tu cái sau này người ta xây chùa luôn. Nó ngôi chùa gốc bồ đề khủng khiếp, bự luôn, bự hơn gốc bồ đề bên Ấn Độ. Cái di tích của Phật để lại nguyên tắc mình không biết sao, mình chú cháu mình có đi tới vẫn đâu mình biết. Dạ. Yeah. Nói dốc rồi bằng chứng gì đâu mới dốc. Tu tế riết rồi râu tóc bọc về sọc hết luôn. Nếu mình lỡ sanh, mình lỡ sống trong một năm, tu ngồi thiền riết cái quần áo một bên đó nghe. Yeah. Cũng như cái ông hồi năm rồi đó ông Tư. Ừ. Ở bên Campuchia có ông đó tu ở trong rừng á, cũng mấy chục năm rồi. Rồi đâu có ai hay ai biết gì đâu. Cái tự nhiên bữa đó ông đi ra ngoài đường á, cái người ta phát hiện ông là ông 120 tuổi rồi, mà ông còn trẻ khô không ông Tư. Rồi ông ra ngoài đâu mấy tháng ông trở về rừng nữa. Ra mấy tháng người ta đi theo ông cũng như ông Thích Minh Tệ bây giờ vậy đó. Đi theo gần gộ vậy đó. Ở bên Campuchia, bây giờ Việt Nam mình có được ông nữa. Có Ấn Độ rồi này kia, Thái rồi nó tu nó vô rừng đây. Tu mà đó ở trong chùa ảnh nuôi cọp đó. Yeah. Rồi thả ra vô rừng lại cái cọp theo bảo vệ anh luôn. Theo bảo vệ luôn, chư thần, cái đó chư thần sai. Như chư thần ấy. Nè ông Tư. Nè, ông này nè, ông ngồi thiền mà tiếc nó đóng ông trăng tư luôn nè ông Tư.
trắng tư bộ râu ria tóc gì ông trắng tư hết luôn. Ông chắp tay hay gì? Ông chắp tay ở dưới á. À, thấy có cái gì dựng đứng ra. Nó ông ngồi giữa trời tiết gì đó. Râu tóc gì bị đóng tiết hết trơn, trắng tư một lớp hết rồi. Mình quần áo cũng vậy. Mà mặc có một cái áo tay ngắn à. Mà không lạnh lẽo gì hết luôn. À, con nghe mấy người, những người mà bên Khmer ông Tư nó nói trời đang gió bắc vậy đó, mà người ta ngồi thiền đó, ngồi thiền mà nhập định rồi đó, trời lạnh hay nóng gì không biết cũng bình thường. Bình thường. Trời lạnh người ta ngồi sức mồ hôi luôn đó ông Tư, chứ không phải mà lạnh lẽo đâu. Ông ngồi gì đó. Dễ gì ai tu theo hành của Đức Phật mà. Dạ. Này quý vị, có một vị này ngồi thiền nè. Thời tiết đóng vậy đó. Hả? Có bên Ấn Độ hay bên Tây Tạng gì chứ. Dạ, cái này không biết ở đâu nữa. Bên mình chưa có vậy đó. Thì bên nước ngoài đó, chứ không phải Việt Nam. Mấy vị tiền tư đó ta. Năm. Dạ. Mà da mặt vẫn hồng hào ông Tư. Mấy người đó đâu có đói, ta uống trương uống tiết không, ăn trương uống tiết không. Dạ. Yeah. Cái này người ta mà định, nhập định nè. Rồi, đi chư Phật mới ban cái phép lành để giữ gìn cho bản thân thôi. Quá tuyệt vời luôn. Ừ. Nhắc đầu tháo tới rồi. Thì hồi trước đời lạng lạc đó, ổng có một người con trai một à. Rồi lúc giặt giả trào pháp nó lạng lạc rồi không biết lạc con đâu mất tiêu. Nhưng mà ông Năm của mày là ông thầy dạy tao ba cái võ nghệ đó, ổng rành. Ông Năm ở tên gì của tôi? Năm Trung. Ông Năm Trung. Ủa ngày trước ông Tư có học võ luôn á hả? Học đâu? Học lớn ông nội, ông Cồ. Học lớn không hả? À, tức là ông Năm dạy cho ông Cồ. Ờ, không có dạy, ông Cồ với ông Năm là bạn. À, bạn bè. Bạn bè. Ông giỏi lắm. Ông chỉ tao mà dục cả trăm trái dừa mà phóng đi trên trái dừa đó, đi theo hình thức ông chỉ đó. Ủa sao đi được ta? Trái dừa mà con đi lạng quạng nó dập bãi sườn mà liền. Dạ. Dừa để trên bờ chứ không thưa? Ờ, dừa dục mà... Ngoài sân nha. Sân ngoài tập phóng lên đi. Ừ, nó lăn té chết luôn. Bởi vậy lạng quạng dập bãi sườn. Gãy bãi sườn dễ như chơi. Vậy mà ổng đi phải re luôn không thưa? Đi phải re, ổng leo cây, ổng quánh như chim. Ồ. Ông Năm lớn con không ông Tư? Lớn con như ông nội vậy, ông Cồ vậy. Cao hơn tao. Nguyên nhân sao ngày xưa ông Tư không theo ông Năm học võ? Học gì được, lúc ông già rồi ông có lên như Chi Lăng này hoài à, đi với ông thăm ông Cồ hoài. Ông giỏi. Ông Tư hồi đó học lớn chứ không học được cái món võ nào trên hả ông Tư? Có học được mới của ông mà. Học chỉ thế thì chỉ đòn. Giờ còn nhớ không Tư? Không nhớ đâu con. Chạy được. Chạy được. Ờ. Nào quên rút cây cho bóng mắt. Giò cao rồi đâu sợ. Thấy nguy hiểm ở đầu giọt hả không Tư? Ừ. Thấy không ổn rồi phóng rồi. Không mà mày biết ông học 9 năm võ thua đó. Võ thua? Ông thầy đó. Võ thua là võ gì không Tư? Tức là không có cho quýnh ăn, quýnh thua không à. Nghĩ ra không? Ừ, ổng học quýnh thua không rồi 3 năm ổng học võ ăn là. Dạ. Yeah. Ổng học 9 năm võ thua rồi 3 năm sau ổng học. Vậy là ổng học 9 năm ổng đánh thua rồi mà ổng học hỏi người ta đó ông Tư ơi. Không biết ổng cái quyền võ bên đó cái tên nó vậy. Dạ. Yeah. Ổng luyện võ thua. Cái đó là ổng luyện đó ông Tư. Rồi sau này ổng học 3 năm là của anh rể thứ hai của ổng. Dạ. Yeah. Thì chừng học anh em học thầy thầy nhau đâu có biết.
Đừng hỏi rồi đó, anh học ai, nói tôi học thầy đó. Trời đất ơi, vậy sao? Đừng nhìn ra mới biết rồi đó học. Ông anh rể thứ hai, ông học trước ông Năm này nữa. Võ đó thuộc về võ cổ truyền hay sao? Cổ truyền Thiếu Lâm mà. Võ Thiếu Lâm. Ông bây giờ còn một thằng con ở dưới xã Bún, nó giỏi. Bây giờ không biết nó về nhà chứ, mỗi lần nó đi dữ lắm, đệ tử nó bị dữ lắm, đệ tử nó đông. Còn thằng thứ Năm là chắc chết rồi. Tao không rời cũng không lên, mấy năm nữa không lên. Hồi xưa nó học võ để là rèn luyện sức khỏe. Vì hồi trước con ở cô độc lắm. Yeah. Ở chốn chốn chợ ăn trộm cướp. Chốn này nó ăn giật, kéo qua giật xuống kia. Bởi vì hồi đó nhà thương hay không Tư? Nhà thương. Nhắn vậy đó. Với lại sợ thú rừng đồ nữa không Tư? Sợ. Hồi đó con phép trộm quét lỗ ở trong mình. Yeah. Tao lúc tao bự rồi, đây là tao 4-5 tuổi rồi. Chạy là cậu giặt pháp ra ngoài đồng, ngoài này, ở ngoài đồng. Ở kinh 12, 13 ngoài trong kinh 7 rồi. Sau này mới ra kinh 7, nước ngập quá mới ra kinh 7. Hà Nội đó với chim chóc, rắn cá làm gì cho hết. Con không làm gì ăn hết rồi nhé. Tới mùa mà nước giật rồi đâm cá bông, ông cổ ông đâm cá bông về mần mắm. Mần mắm cứ lên sóc rồi đổi gạo, đổi lúa. Đổi lúa trên miên, răng râu tà cột nè. Yeah. Ông cổ ông chơi lắc léo lắm. Sáng ông thăm câu đó. Ông mặc dặn xà rong, hồi đó quần áo đâu có, thiếp. Ông mới kẹp cu đây nè, mình rộn cũng mua cá gặp cu ông đi bóng lên đi bóng lên đụng này tại ông khỉ khọt nha, ông chơi cá cớ gặp cá cũng trên lè lép nước lạnh nữa ông nữa kẹp ý bóng lên ý cười chết này. Hồi đó lên sóc cái ngày Tết mấy ảnh gói bánh ít mà như nhưng mẹ ác đen thui đó. Dạ dạ. Tao nói bà miệng cho mình bánh cứ chó không bà. Tôi dùng hết trơn. Do tôi ăn không quen hay sao không? Ăn nó béo nó ngon hơn bánh mình nữa chứ. Mà mình ăn thấy nó đen thui mục mục đó mình không biết giọng nít á. Bây giờ cũng còn gói nữa đó không Tư? Còn bánh mẹ ác quý lắm, còn nó béo hơn mẹ mình. Vậy là hồi đó do ông Tư còn nhỏ không? Ông Tư nói cái bánh đó vậy chứ như bây giờ ông Tư đâu nói vậy thật nữa. Đâu nói được, mình hồi đó mình không biết. Vì lật ra đen đen hột hột đó rồi nó trộn với đậu với nếp gói đó. Bây giờ cũng còn nó ngon lắm ông Tư. Mẹ ác nó mắc gấp 3 lần mẹ trắng mình. Dạ. Yeah. Mà lâu lâu mới thấy gói một lần. Cũng béo lắm. Cái mắt quá ai gói cho ăn hoài. Bởi vì không, bên Campuchia nó còn cái truyền thống trồng mè nếp than nó gói bánh đó. Ăn ngon, béo ngon. Ủa sớm ông Tư nói ông Năm học giỏi nhưng một mình ông Năm có thể quánh được mấy người ông Tư? Ông giỏi là mày, ông hồi 19 tuổi là ông hiệp sĩ số 1 miền Tây Nam Bộ mình. Ông giết 6 mạng rồi. Đấu võ đài với ông quýnh chết. Đấu võ đài là đánh chết bỏ không Tư? Đánh chết bỏ. Ghê. Trước khi dựng võ đài rồi hai bên có hai cái hàng. Một bên có ba trọng tài. Vậy đó, con đánh chết. Thì nói dụ mình được 50 đồng. Cái người chết đó được 25 đồng. Yeah. Người thắng được 50 đồng. Chết, rốt cuộc chết thì không xài được tiền luôn. Vợ con xài, cha mẹ xài. Bỏ tài. Quýnh chết rồi bỏ vô hòm được cái hòm. Pháp rồi đó, đấu võ đài mà sân khấu nó trồng cây dưới đất không à. Chứ nó không dựng võ đài như bây giờ. Ý vậy là mấy ổng cho phần thưởng cái người chết nhiều hơn, gấp 5 lần cái người thắng không? Ít, phần nữa à. Người thắng là được một phần, ví dụ được 50 đồng. À, người chết có 25 đồng. 25 đồng, vậy là phần nữa à? Phần nữa. Người sống được 50. 50. Con tưởng 5 đồng chứ.
Ông cho nó đó. Đánh thì mấy người kia người ta có cá cược bên ngoài. Ừ, có quăng bắt cũng như mình đá gà. Mấy trăm võ sư gì, sợ cái ông võ sư đó dùng gốc tre mà Cà Mau nó ông ảnh bóp cũng như mình bóp mình súng rồi tay ảnh luyện luyện nuôi công gặp ông cồn này ông quýnh chết tại chỗ. Hồi xưa sao nó ưa có tình trạng đánh vô đầu ông bấm hai con mắt này, này bấm vô càm dưới hai con mắt bấm bể xương hàm này ghê đó. Hai con mắt đuôi hết ông kia cũng võ công ông này cũng võ công chỗ đó đâu có gồng được đâu. Gọng đâu được cũng bấm. Rồi sau này ông mới tu. Ông cồ đó ông mới tu. Ông tu mà ông có bà vợ của ông là hồi đó là giỏi sư ở vùng Rạch Giá. Đừng bà hả? Là cái bà mà ông Tư kể đứng bến tàu đó hả? Đứng bến tàu đó. Dạ. Ông này ông cầu mà ông nói ông đừng bà mà dùng đồ đái không khỏi ngon cỏ đánh lợi ai. Ông Mỹ ông có cái nghề luyện ông có 12 miếng sắt bằng 4 ngón mình hai đầu nhọn hết 12 cục sắt như làm cục bi mình á bi mình đánh quân đó. Yeah. Ông nói ba tàu mướn ông đi rồi đó đi ghe buôn ghe mía đi xuống tắc cậu chở khóm chở đồ mía rồi về bán đó, ông biết bà này đi xuống góp bến bà ăn bến á tàu con vô mấy đồng mấy cắt gì đó phải đóng bến ông nói dòm dùng mà ông nữ này cũng ngon. Ông nói, mà ông nhất định ông không thua. À, ông mới lấy chục mía cò cát mà con tính cây bắp chuối dài được 2-3 thước. Yeah. Ông mới bợ hai tay ông trên mũi ghe ông giục xuống cho bà lấy tay bà chụp bó mía bà để xuống. Sao mạnh dữ vậy trời? Mạnh ghê. Bà võ sư mà. Võ sư cũng đâu có mạnh dữ thằng ra ôm vậy đâu. Đường bà ta luyện mạnh. Ta luyện. Xào mà dựng 12 cây đó bà phóng đọt xào với chuồng câu mình đó. Hồi đó đi văn câu rồi chiều lấy mũi dùa úp dưới nước quánh bùm 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 chơi. Ca hát tầm bậy bạ chơi nguyên ổng hồi đó ổng bả đi lên với ông cầu nè. Văn câu. Ở dưới chuồng bả phóng đọt xào bả đi 12 cây xào vậy đó. Bả phóng xuống chuồng không nhúc nhích chuồng. Bả đi như chim vậy. Cái đó khinh công. Ừ, kinh công bà giỏi lắm. Sao hồi xưa ông Tư không học với ông Tư? Rồi tao học. Ông Tư cộng rồi học rồi ông Tư giỏi dữ dằn. Đúng rồi, phải học mà giỏi. Tại mê đời, thành ra mình bỏ đạo, không học. Chứ hồi đó đâu có chiến tranh đâu mà học nữa. Có giặc giả đánh súng đạn không đâu, đánh gươm giáo. Lo đi săn, lo kiếm sống không hả? Không, năm 75 bác mới đi săn. Dạ. Yeah. Hồi đó mà ông Tư học sau này chim chóc được cư săn còn nhanh hơn à. Lấy giỏi lắm, bà chim. Giỏi lắm. Bà điếc lỗ tai bà không nghe. Súng bắn bà không nghe đó mày tính. Mà bà chống gậy bà lầm còn bà đi nè. Bà mừ, mà khỏe bà mừ mày vỗ tay bà. Đứa nào quay bà ngó ngang mày vỗ trật lắm. Súng bắn không nghe. Cái nó hơi gió hay sao? Bà hơi gió. Bởi bà xăm trong vú bà nè, hai cái đuôi rồng ngay ngửa, hai con rồng ngậm hai đầu vú. Thôi, tập tới. Xăm mẹ rồng đó. Không thiếu bà. Ừ. Bà là võ sư dùng Rạch Giá nè, ai nghe tiếng từ Pháp tới người Việt mình nghe danh từ bà là sợ. Tên gì ông Tư á? Kêu bà Mười chứ đâu biết tên bà. Ờ, kêu là bà Mười hả? Ừ. Rồi ông mời mày ông nói đừng bà mà nó giữ biết ông mài cái mát thông mà ông kê tóc ông thổi đứt lên ông mới chịu nguyên cái đàn gai ghe mấy chục chiếc đó ông mài sáng đêm ông mài hoài ông thổi đứt ông mới hỏi đường đi nước bước của bà này bà ở Sóc Trài trên Rạch Giá một chút bà có mẹ con à. Rồi bữa nào bà cũng đi xuống bến tàu bơi góp bến đang ăn
có mấy xe đệ tử đi theo rồi mà nữa. Ông bại mắt thông, ông chung với dạ cầu chờ bả xe lôi để lên dốc cầu đó. Không sao, ông lại ông vớt bả hụp bay đầu tóc luôn. Quýnh ông nằm luôn. Ẩm ông chở vô bệnh viện. Bị bả nói trong đời của bả con người con gái võ sư chưa từng thằng đàn ông nào mà gan dạ vậy. Ẩm nuôi bệnh ổng hết rồi, mạnh lành rồi, mấy gì là thưa với mẹ bà. Nó cho hai người kết nghĩa. Bà cũng lỡ thời rồi, ba mấy tuổi rồi. Tao nghĩ duyên trời thịnh này nó mới thương chứ dễ gì mà vô bệnh. Mẹ cháu ngộ năm duyên. Ổng với bà ở nhau đẻ con người con gái cùng lên cùng xuống rồi. Làm những cái nghề tập luyện của mấy ổng bà, đụng máu từng quần nó không được lưu hành. Ai ở với bà ông không biết gì đó. Rồi sau này bữa đẻ có căng rồi chết. Người con đó không? Người con. Nói chung đâu đó cũng là cái nghiệp do... Bà lúc đó bà ở nông trường mà. Cha mẹ đấy. Hai người đó. Bà chống gậy bà đi lập cộng mà một tuần bà cúng con gà. Cúng tổ hả? Cúng tổ mà không biết bà cúng tổ gì mà không biết. Bà điếc súng bắn không nghe đó mày tính đó. Bà ở sau lưng rình rình vỗ cái vai bà khỏe bà mười ơi bà thế nào bay bà vô nói thật lắm. Bà chúng bắn không nghe giỏi cũng khi nếu mà nói góp bánh tàu nghe nếu mà mình tính đúng nha nếu mình nói theo ngày trước đó giống như là giang hồ thì góp bến đó thì đó đó hồi trước đâu có xe bảo kê bánh tàu bảo kê giang hồ chứ đâu phải là mình đâu có gọi là võ sư mà chánh thống được. Chánh thống là ta chỉ làm được thiện bả hạ không biết bao nhiêu võ sư đàn ông đấu bả là chết với bả. Ông Tư được co được bà chia sẻ là học ở đâu không Tư? Không biết mày bà không nói cũng như cha con kể có mà còn ổng chuyên môn nghề luyện ông hai bà hai ổng luyện cục mình đánh quên đó như bự hơn cái bia chút bằng sắt ổng luyện cọp là mắt vô mắt đó. Phải gỡ ra lấy ổng luyện sắt miếng dẹp như bàn tay mình dài hai tấc ổng luyện là chết con cọp đó liền. Hồi trước hồi còn thời rừng U Minh đó võ sư hẹn đi đánh cọp. Hẹn ngày giờ đó, tháng đó gì đó đi đánh. Cọp sao hẹn được không Tư? Hẹn được đó. Anh hùng lắm đó. Ôi. Đánh người nào chết rồi cổng đem về rừng bỏ chứ còn không có trả thù đó. Rồi cọp chưa? Sao nó nghe mình nói chuyện được á? Nghe được đó con. Ủa ngộ ha. Người ta mới kêu chư vị chân thần. Dạ. Cái chuyện nó xảy ra lâu chưa Tư? Lâu rồi con. Hồi đời ổng cồ, ổng sơ gì trước. Hồi đó đánh cái rừng trời gầm đúng rồi. Rừng không có người ở. Mình thì ở từ mũi Cà Mau ra Phan Thiết ngoài ở ven biển không à. Rồi sau này lúc Thoại Ngọc Hầu ổng đánh chân thành Chim Lạp với Campuchia nè mình mới chiếm đất lên lần lần à. Chứ đất địa mình đâu có ở đây. Người mình đâu phải người ở đây. Vậy là đất này đất của Chim Thành phải không? Chim Thành, Chân Lạp với Campuchia. Bởi con thấy chùa, mấy chùa cổ rồi này kia còn đó. Dạ. Lâu lâu người ta khai quật, ta đào đó là có thời xưa không? Thời của... cổ không đó. Đồ cổ không đó. Cái núi Ba Thê với đào biết bao nhiêu của cải nữa. Dạ. Với Gò Cái Tung đó là Tăng. Gò Cái Tung ít hơn ở dưới Ba Thê. Dạ, ít hơn. Ba Thê với hơn. Con với mới nhiều. Dạ. Ở dưới Ốc Eo với nhiều lắm. Ốc Eo á. Hồi đó hai người ông Mười bà Mười giỏi giỏi vậy sao mà không đi về một cái làng xã nào đó mà mở ra cái trường dạy võ không Tư? Hồi xưa đâu phải xưa đâu có giờ như là dạy đó nó lại học phí công không mà cũng chết. Hồi xưa đâu có vụ mà không có phí công nhưng mà học con cũng phải đem cơm gạo nhưng mà đâu có người ở đây con đi bộ cọp rắn nuốt mà mất à. Ông bà giỏi cũng chứ cũng như cha con kể ông hai bà hai đó. Ổng thì không biết võ mà bà thì võ dữ dằn lắm mà đi ghe buôn bán đi ghe mà
đi ghé đó. Mà ổng thì ổng hay nhậu. Rồi bữa đó bà ổng đi nhậu về, cái bà nói cái gì đó, ông đánh nó dư ghè mà ổng không, bà không có đỡ mà cũng kệ ổng đánh như ổng đánh. Cái hồi lên bờ người ta nói sao bà không đỡ lại, là tôi đỡ lại cái ổng chết luôn. Người chưa bà hiền dữ lắm, hiền mà ngộ vậy đó, người gần cốt họ dữ lắm luôn. Ta tập luyện bay đọt cây như con chim bay, phóng như khỉ phóng. Có hồi đó con có nghe một cái ông cụ cũng võ sư bên Hiếu Lâm ở trên nhà con ở đây không? Anh Ba Lứ này đâu có lai nào, có ông Nam Đức. Nam Đức ổng ngồi đó núi cấm, ổng giỏi nhất dùng núi cấm. Ba Lứ này đâu có lai nào. Ổng hạ cây mà cây rồi đó phá rừng lâm đặng để trồng cây này kia ăn trái chuối rồi đó. Ổng lấy cưa máy chèo, ổng leo đọt cây, ổng hạ gần ngã rồi ổng bò rút ra ngoài. Ổng xuống dưới nhánh cây đó. Tức là cây nó vừa chạm đất ông cũng vừa chạm theo. Ừ, ổng phóng ra ngoài. Ổng phóng ra tới ngoài đọt luôn. Sao liều dữ vậy đó. Ông nó không giỏi lắm. Ông chết cũng ấy, rồi sau anh em con cháu ông giành đất. Nó phá, nó bán, buôn tiêu tùng trên đất đai của ông. Mà người xưa anh tập võ, con có biết ông cụ kia ngày trước ông chỉ là tập võ mấy người mà bay cao, nhảy giỏi là do họ lúc họ luyện, họ buộc cái bao cát dưới chân đó. Không có buộc. Bực lên đó. Quần áo con mai, quần ống rộng nè, túm. À, đúng rồi. Dồn cát vô. Dạ, đúng rồi. Nhảy lên ngoài. Nhảy từ cái hố nhảy lên rồi đâu phải nhảy vậy, nhảy cầu thang. Các con dồn đầy tới háng rồi phải không? Rồi còn hai tay xách hai thùng nước đóng cầu thang bằng đầu 5 nấc. Riết rồi đóng 3 nấc, 2 nấc. Bắt cột vô cây nhảy lên, nhảy xuống, nhảy lên, nhảy xuống. Khổ luyện dữ lắm. Mới lần đầu vô đất chừng ống Nguyễn này à. Cái đầu thấy nhẹ, bắt đầu lên mớ. Lên hoài. Từ từ lên tới háng luôn. Rồi lên tới háng là hết rồi. Bắt đầu mới nhảy nấc thang. Nhảy nấc thang đầu tiên là nhảy không. Rồi sau mới xách nước. Mà người người nay bây giờ ta đâu có luyện được vậy đâu. Thành ra là bởi vì khi mà nhắc tới võ sư ngày xưa nó làm gì có người nào nhảy từ nhà tới lúc nhà nổ. Ờ nhảy bình thường á. 5-6 mét nhảy bình thường. Lúc nhà cứ bả vỗ tay cứ bóc bả bay sơ hè cái trời. Họ vỗ tay cái bóc ba ba trước cửa. Họ tập luyện mà được tập vậy luyện, thôi. Tập luyện như kim chứ. Chứ đâu có ai tự nhiên được. Đúng rồi. Vậy con thấy Lý Tiểu Long đi trên máy bay nó còn tập. Không biết gần nó mới chết.